Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy xem tin. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Zika Audio. Vâng, Zika Audio hôm nay làm cái video chia sẻ đến các bác một cái dòng súp dùng cho gia đình bát 30 mà đang rất là hot hiện nay. Vâng, bên em thì bán ra cũng rất là nhiều về cái dòng súp dùng cho gia đình, mà về cái chất lượng và cái giá thành thì cực kỳ hợp lý. Vâng, đó là hai dòng súp đang đứng đầu bảng, đó là dòng súp Martin bát 30 và một dòng súp Bốt bát 30. Đi cho anh tôi thứ hai đây là hai dòng súp đang đứng đầu bảng đấy ạ, với giá tầm tiền như cái dòng súp Martin và dòng súp Bốt thì hiện tại chưa có đối thủ đâu ạ. Vâng, không có đối thủ vượt qua thì dòng súp Martin này bên em bán cũng rất là nhiều, và dòng súp Bốt bên em cũng bán rất là nhiều. Đó, toàn bộ là những cái bản được thiết kế và sở hữu những cái công nghệ của năm 2019. Từ đầu năm đến giờ bên em tung ra thị trường cũng rất là nhiều các bác đã sử dụng và hồi âm cho bên em cũng rất là hài lòng. Đây là những dòng súp rất là hợp lý, và chất âm thì cực kỳ là tuyệt vời. Và đặc biệt đây là dòng bên em nhập Trung Quốc, nhập chuẩn hàng Trung Quốc nhà máy luôn ạ. Và hiện nay trên thị trường thì hàng giống tại Việt Nam cũng rất là nhiều. Thì bên em cũng có một cái video hướng dẫn để hướng dẫn các bác cách nhìn nhận hàng Việt Nam và hàng Trung Quốc. Thì các bác có xem được cái video thì các bác cũng hiểu được phần nào là hàng Trung Quốc và hàng Việt Nam khác nhau, nó ở những cái điểm nào. Vâng, đấy là cái bên em cũng hướng dẫn rất là chi tiết. Vâng, thì trước mặt quý vị và các bác đây, hai mẫu súp đang rất là hot, súp Bốt và súp Martin. Đây đều là dòng 330, một dòng súp Martin là dòng súp hầm, và dòng súp Bốt đó là dòng súp bát đôi đất. Và em đang test cái chất nhạc của cái súp Bốt các bác nhé. Vâng, bây giờ chúng ta cùng đi vào thử test hai cái mẫu súp mà bên em cung cấp ra thị trường rất là nhiều trong thời gian vừa qua nhé. Vâng, thì bên em đang test cái súp Bốt đấy ạ. Vâng, chúng ta cùng nghe, cùng trải nghiệm nhé. Vâng, bác nào muốn sở hữu cho mình một trong hai dòng súp mà đang rất thịnh hành và đang rất là hot, và giá thành hợp lý, chất lượng, đây là hàng nhập Trung Quốc, thì các bác hãy để lại số điện thoại trên kênh nhé. Vâng, bên em sẽ tư vấn và cập nhật tin tức của các bác liên tục ạ. Vâng, chúng ta cùng đi trải nghiệm. Vâng, em đang đấu súp Bốt đấy ạ. Vâng, bây giờ em thử tắt cái súp Bốt này đi một chút xíu cho các bác nghe nhạc không có súp nhé. Vâng, đấy là nhạc không có súp đấy ạ, không có súp hỗ trợ, nghe nó rất là bí và khô. Vâng, sau đây em lại mở cái súp Bốt lên, chúng ta nghe một đoạn. Vâng, cái giải em khác hoàn toàn các bác nhé. Vâng, cái giải bát siêu trầm nó hoàn hảo đến mức mà là nghe rất là dễ chịu. Tai chúng ta như kiểu được massage đấy ạ. Vâng.
Còn tất cả những đôi loa trên thị trường, từ loa đắt tiền hay loa rẻ tiền, hầu như là không bao giờ hỗ trợ cái giải siêu trầm, để chúng ta phải can thiệp bằng súp để chúng ta tránh khai thác những cái giải bass sâu ở trên những đôi loa. Nhưng mà chúng ta can thiệp nhiều trên cái giải siêu trầm của loa ấy, thì nó sẽ rất là nhanh dão côn, nhanh dão gân. Đây là cái là chúng ta tránh khai thác nhiều, gân rất là nhanh dão và nhanh hỏng. Vì thế chúng ta phải thêm một cục trầm để hỗ trợ cho cái đôi loa chúng ta nghe. Bản thân nó trầm hỗ trợ nghe nó khác hoàn toàn cái giải bát ở trên những đôi loa chúng ta nghe hàng ngày ạ. Vâng, đó là chất âm của cái súp điện Bass 30 Boss AM1200 được bát đôi đất. Vâng, bây giờ em chuyển sang cái súp Martin Bass 30. Đây là dòng súp Martin bát hầm để chúng ta có sự lựa chọn tinh tế nhất. Vâng, đó là tiếng siêu trầm của súp Martin Bass 30. Bên em vừa chuyển dây tín hiệu từ súp Boss sang súp Martin đấy ạ, để chúng ta nghe so sánh nghe hai cái dòng súp rất là thịnh hành hiện nay. Nghe rất lực các bạn ạ. Mỗi một dòng súp có một cái chất trầm khác nhau. Vì thế chúng ta thính tai, chúng ta muốn nghe, chúng ta lên đeo tai nghe để chúng ta trải nghiệm. Vâng, sau đây em sẽ tắt một chút tiếng trầm ở cái súp Martin đi để các bác nghe khi mà không có trầm nhé. Vâng, đó là cách thực tế nhất để chúng ta trải nghiệm đấy ạ. Vâng, bây giờ em sẽ cho tiếng trầm hỗ trợ vào để... Vâng, các bác thấy không ạ? Một lần nữa nó lại được nghe tiếng trầm của súp Martin 30 quyện vào cái dàn karaoke mà bên em đang test. Vâng, với cái dòng súp Bass 30 Martin và Boss thì những không gian khoảng tầm 30 đến 35 mét vuông thì cái dòng súp này có thể đánh căng đét luôn, công suất cũng rất là mạnh và tiếng trầm cực kỳ là mạnh mẽ và uy lực. Vâng, thì tần đấy cái thời gian bên em giới thiệu chi tiết về hai cái dòng súp Martin và Boss. Bác nào muốn sở hữu cho mình một trong hai dòng Boss này thì các bác hãy để lại số điện thoại trên kênh YouTube Zika Audio nhé. Còn bên em sẽ cập nhật và tư vấn cho các bác nhiệt tình và chi tiết. Và đặc biệt nữa là bên em có nhận chip code toàn quốc và giao hàng thanh toán. Vâng, sau đây xin phép được dừng video và một lần nữa cảm ơn tất cả các bác khách hàng đã là khách hàng thân quen của Zika Audio và những bác khách hàng mới. Tôi cùng em chúc tất cả các bác mọi miền Tổ quốc sức khỏe và thành công. Xin chào và hẹn gặp lại. Vâng, cũng
rất thuyết phục các bác nhé. Hai dòng súp này thực sự là thuyết phục tai người nghe, dù là khó tính hay là những cái bác chơi âm thanh sành điệu đều có thể thuyết phục được những đôi tai thẩm âm rất là tốt của các bác.